Aprayana Paramita Jastra, tác giả, Nagarjuna, Bồ Tát Long Thỏ, dịch Phạn Gia Hán, Cưu Ma La Thập, dịch Việt, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, phẩm thâm áo thứ 57 tiếp theo, cuốn 75, Kinh, Tu Bồ Đề Bạch Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát dùng tâm lúc đầu được vô thượng chánh đẳng chánh giác hay dùng tâm lúc sau được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Bạch Đức Thế Tôn, tâm lúc đầu không đi đến tâm lúc sau không ở nơi tâm lúc đầu. Như vậy, mỗi tâm tâm số pháp không cùng lúc làm sao thiện căn tăng trưởng. Nếu thiện căn không tăng trưởng làm sao sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật bảo Tu Bồ Đề. Ta sẽ nói thí dụ cho ông rõ, người trí nghe được thí dụ thời đối với nghĩa dễ hiểu. Này Tu Bồ Đề, thí như thắp đèn, dùng ngọn lửa lúc đầu đốt tim đèn hay dùng ngọn lửa lúc sau đốt tim đèn? Tu Bồ Đề thưa, chẳng phải ngọn lửa lúc đầu đốt cháy tim đèn, cũng chẳng phải lìa ngọn lửa lúc đầu. Chẳng phải ngọn lửa lúc sau đốt tim đèn, cũng chẳng phải lìa ngọn lửa lúc sau. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tim đèn cháy chăng? Bạch Đức Thế Tôn, tim đèn thật cháy. Phật bảo Tu Bồ Đề. Bồ Tát cũng như vậy, chẳng dùng tâm lúc đầu được vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng chẳng lìa tâm lúc đầu được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chẳng dùng tâm lúc sau được vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng chẳng lìa tâm lúc sau được vô thượng chánh đẳng chánh giác mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề. Trong đây Bồ Tát từ khi mới phát tâm tu Bát Nhã Ba La Mật đến khi đầy đủ 10 địa thời được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là 10 địa mà Bồ Tát đầy đủ rồi mới được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật dạy, Bồ Tát đầy đủ Càn Huệ địa, Tánh địa, Bát Nhân địa, Kiến địa, Bạt địa, Ly Dục địa, Dĩ Tác địa, Bích Chi Phật địa, Bồ Tát địa, Phật địa. Đầy đủ 10 địa ấy là được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, Bồ Tát học 10 địa ấy xong, chẳng phải tâm lúc đầu đọc vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng chẳng phải lìa tâm lúc đầu được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chẳng phải tâm lúc sau được vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng chẳng phải lìa tâm lúc sau được vô thượng chánh đẳng chánh giác mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề thưa, Bạch Đức Thế Tôn, pháp nhân duyên ấy rất sâu, chẳng phải tâm lúc đầu, chẳng phải lìa tâm lúc đầu. Chẳng phải tâm lúc sau, chẳng phải lìa tâm lúc sau được vô thượng chánh đẳng chánh giác mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu tâm diệt rồi, tâm ấy có sanh lại chăng? Thưa không, Bạch Đức Thế Tôn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tâm sanh là tướng diệt chăng? Là tướng diệt, Bạch Đức Thế Tôn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Cũng trụ như vậy chăng? Cũng trụ như vậy, như như mà trụ. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu tâm ấy như như mà trụ sẽ là thực tế chăng? Thưa không, Bạch Đức Thế Tôn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như ấy rất sâu chăng? Rất sâu, Bạch Đức Thế Tôn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Chỉ như là tâm chăng? Thưa không, Bạch Đức Thế Tôn. Lìa như là tâm chăng? Thưa không, Bạch Đức Thế Tôn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như thấy như chăng? Thưa không, Bạch Đức Thế Tôn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu Bồ Tát tu hành được như vậy là tu hành Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm chăng? Tu Bồ Đề thưa, Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát tu hành được như vậy là tu hành Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Bồ Tát tu hành như vậy là ở chỗ nào tu hành? Tu Bồ Đề thưa, nếu Bồ Tát tu hành được như vậy là không có chỗ tu hành. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật an trú trong các pháp nhật thời không khởi niệm như vậy, không có chỗ khởi niệm, không có người khởi niệm. Phật bảo Tu Bồ Đề. Nếu Bồ Tát tu hành như vậy là ở chỗ nào tu hành? Tu Bồ Đề thưa. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát tu hành như vậy là ở trong đệ nhất nghĩa tu hành, vì hai tướng không thể có được. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Đó là tướng hư hoại của Bồ Tát chăng? Thưa không, Bạch Đức Thế Tôn. Phật bảo Tu Bồ Đề. Sao gọi là tướng chẳng hư hoại? Tu Bồ Đề thưa. Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật không nghĩ rằng ta sẽ phá hoại tướng các pháp. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật chưa đầy đủ 10 trí lực, 4 điều không sợ, 4 trí vô ngại, đại từ đại bi, 18 pháp không chung của Phật thời không được vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát do sức phương tiện nên đối với các pháp không chấp thủ tướng, cũng không phá hoại tướng nó, vì sao? Vì Bồ Tát biết hết thảy pháp tự tướng không? Bồ Tát an trú trong tự tướng không ấy vì chúng sanh nên vào ba tam muội, dùng ba tam muội để thành tựu tuệ giác cho chúng sanh. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát vào ba tam muội mà thành tựu tuệ giác cho chúng sanh? Phật dạy, Bồ Tát an trú ba tam muội ấy thấy chúng sanh ở trong pháp tác khởi tu hành. Bồ Tát dùng sức phương tiện dạy khiến được pháp không tác khởi. Thấy chúng sanh ở trong ngã tướng tu hành, Bồ Tát dùng sức phương tiện dạy khiến tu hành không? Thấy chúng sanh ở trong hết thảy tướng tu hành, Bồ Tát dùng sức phương tiện dạy khiến tu hành vô tướng. Như vậy, tu Bồ Đề, Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật vào ba tam muội, dùng ba tam muội để thành tựu tuệ giác cho chúng sanh. Luận, tu Bồ Đề hỏi Phật, dùng tâm ban đầu được vô thượng đạo hay dùng tâm sau được? Hỏi, cớ gì tu Bồ Đề nạn hỏi việc ấy? Đáp, ở đoạn trên kia tu Bồ Đề nghe nói các pháp chẳng thêm, chẳng bớt tâm sanh nghi. Nếu các pháp chẳng thêm, chẳng bớt thời làm sao được vô thượng đạo? Lại nữa, nếu do như thật tu hành đúng đắn được vô thượng đạo thời chỉ có Phật được như vậy, còn Bồ Tát chưa dứt hết phiền não, vô minh, làm sao có thể như thật tu hành đúng đắn? Lại nữa, ở trong đây tu Bồ Đề tự nói lý do gạn hỏi, đó là tâm lúc đầu không đến tâm lúc sau không ở nơi tâm lúc đầu, làm sao tăng trưởng được thiện căn để được vô thượng đạo, vì nhân duyên như vậy nên hỏi rằng, dùng tâm lúc đầu được hay tâm lúc sau được? Phật lấy pháp nhân duyên sâu xa trả lời rằng, không dùng tâm lúc đầu được cũng không lìa tâm lúc đầu được, vì cớ sao? Nếu chỉ dùng tâm lúc đầu được, không dùng tâm lúc sau được ấy thời Bồ Tát mới phát tâm, lẽ đáng liền là Phật. Nếu không có tâm lúc đầu làm sao có tâm thứ hai, thứ ba? Tâm thứ hai, thứ ba lấy tâm lúc đầu làm nhân duyên căn bản. Cũng không chỉ có tâm lúc sau, cũng không lìa tâm lúc sau nghĩa là tâm lúc sau cũng không lìa tâm lúc đầu, nếu không có tâm lúc đầu thời không có tâm lúc sau. Tâm lúc đầu tập hợp vô lượng công đức đến tâm lúc sau thời đầy đủ, vì đầy đủ nên có thể dứt hết phiền não và tập khí, được vô thượng đạo. Ở trong đây, tu Bồ Đề tự nói nhân duyên gạn hỏi. Tâm số pháp lúc đầu và lúc sau không hiện có cùng lúc. Không hiện có cùng lúc thời tâm quá khứ đã diệt không hòa hợp được, nếu không hòa hợp thời thiện căn không nhóm thời làm sao thành vô thượng đạo. Phật lấy thí dụ hiện tiền để đáp. Như tim đèn chẳng phải riêng ngọn lửa lúc đầu đốt cháy, cũng chẳng phải lìa ngọn lửa lúc đầu. Chẳng phải riêng ngọn lửa lúc sau đốt cháy, cũng chẳng lìa ngọn lửa lúc sau mà đốt cháy tim đèn. Phật nói với tu Bồ Đề. Mắt ông thấy tim đèn đốt cháy. Chẳng phải ngọn lửa lúc đầu, chẳng phải ngọn lửa lúc sau mà tim đèn đốt cháy, ta dùng mắt Phật thấy Bồ Tát được vô thượng đạo chẳng do tâm lúc đầu được cũng chẳng lìa tâm lúc đầu. Chẳng do tâm lúc sau được cũng chẳng lìa tâm lúc sau mà được vô thượng đạo. Đèn thí dụ cho Bồ Tát đạo tim đèn thí dụ cho phiền não vô minh, ngọn lửa thí dụ cho trí tuệ tương ưng sơ địa cho đến trí tuệ tương ưng với kim cang tam muội, đốt cháy tim đèn vô minh phiền não. Cũng chẳng phải ngọn lửa trí tuệ của tâm lúc đầu, cũng chẳng phải ngọn lửa trí tuệ của tâm lúc sau mà tim đèn vô minh phiền não bị đốt cháy hết, được thành vô thượng đạo. Trong đây Phật lại giải thích nhân duyên được thành vô thượng đạo, là Bồ Tát từ khi mới phát tâm trở đi tu Bát Nhã Ba La Mật đầy đủ sơ địa đến thập địa, mười địa ấy đều hỗ trợ thành vô thượng đạo. Mười địa. Một, Càn Huệ Địa có hai. Một, là Thanh Văn. Hai, là Bồ Tát. Hàng thanh văn chỉ vì cầu niết bàn nên siêng năng tinh tấn. Trì giới thanh tịnh, kham chịu tu hành hoặc quán Phật tam muội, hoặc quán bất tịnh, hoặc tu từ bi, hoặc quán vô thường vân vân, phân biệt nhóm các pháp thiện, bỏ pháp bất thiện, tuy có trí tuệ mà không được nước thiền định thời không thể đắc đạo nên gọi là Càn Huệ Địa. Còn Bồ Tát thời từ khi mới phát tâm cho đến khi chưa được thuận nhẫn là Càn Huệ Địa. 2. Tánh địa là hàng thanh văn tu từ noãn pháp cho đến thế gian đệ nhất pháp. Còn hàng Bồ Tát được thuận nhẫn, ưa đắm thật tướng các pháp, không sanh tà kiến, được nóc thiền định. 3. Bát nhân địa là tu từ khổ pháp nhẫn cho đến đạo tỷ nhẫn hoặc gọi đạo loại nhẫn ND, 15 tâm ấy đối với hàng Bồ Tát là vô sanh pháp nhẫn, vào Bồ Tát vị.